Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay kênh của em Dân Trịnh xin đi và giới thiệu tới quý cô bác anh chị một số những cái mẫu sản phẩm bên em mới về. Một số những cái mẫu sản phẩm bên em đã có. Quý cô bác anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân Trịnh xin một nút like, một nút đăng ký kênh để kênh của em nó có thể phát triển lớn mạnh hơn cũng như là có thể phục vụ tốt nhất đến quý cô bác anh chị. Đấy, hôm nay thì bên em xin giới thiệu với các bác là một số những cái mẫu mặt hàng bên em mới về. Đấy, những cái mặt hàng về đồ dùng nhà bếp, đồ dùng dụng cụ Nhật đấy, hoặc là những cái đồ gia dụng đấy, bên em rất là sẵn đấy. Thì các bác đặt hàng bên em thì liên hệ trực tiếp với em Dân qua số hotline của bên em. Đây, số hotline bên em đây 0982 834 004 hoặc là số 0915 402 977. Em Dân thì ship code toàn quốc, đơn trên 300k thì em Dân sẽ miễn phí ship cho các bác. Và như thường lệ thì đơn trên 500k thì bên em Dân vẫn có một số những phần quà nho nhỏ để tặng các bác nhé. Đấy, phần quà là gồm có là một số những cái mẫu bộ trà xông nồi này. Bộ trà xông nồi này. Đấy, bộ trà xông nồi thì các bác rửa xông nồi này, các bác đổ cái nước dung dịch rửa chén vào đây. Đấy, rồi chúng ta xoáy vào để thì cái lỗ này nó sẽ giữ lại và chúng ta bóp lên cái đầu này là nó sẽ xịt cái dung dịch rửa chén rửa bát ra đây để chúng ta trà xông nồi. Đấy, cũng rất là tiện lợi. Này. Cái này thì các bác lưu ý nhé, chỗ này này các bác giữ chặt lại cho em này. Đấy thì nó mới được. Đấy thì nó mới được. Đấy thì chúng ta đánh, chúng ta trà. Đấy, nói chung là chúng ta phải, các bác phải chỉnh lại cái này này. Đây. Các bác phải đặt cái này nó cho làm sao mà để cho nó bám được nhiều nhất có thể. Đấy thì nó sẽ giữ được chắc chắn hơn. Đấy là một số những cái lưu ý của bên em. Đấy, những cái lưu ý của bên em nhé. Đấy, hoặc là những cái bình xịt nhớt này. Mẫu bình xịt nhớt này. Đấy, cũng là quà tặng cho các bác luôn. Đấy. Hoặc là những cái bộ trà xông nồi có nhé. À, bộ trà bồn cầu này. Bộ trà bồn cầu này. Đấy, những cái mẫu bình giữ nhiệt này. Bình giữ nhiệt inox 2 lớp này. Trước kia em đang bán cái này là em đang bán với giá là 60.000 đồng một cái đấy. Đấy, giờ là mang làm quà tặng cho các bác luôn. Đấy, thì đấy là một số những mẫu quà tặng bên em. Đấy, sau đây thì không để các bác chờ lâu nữa. Em Dân xin đi vào một số những cái sản phẩm bên em nhé. Đầu tiên thì trong video ngày hôm nay thì em Dân xin giới thiệu các bác là một cái mẫu số mẫu bát. Bát gốm. Đấy. Con này thì đây các bác có thể nhìn thấy rất là đẹp. Đấy, thiết kế hoa văn thì rất là ok. Miền Bắc bọn em gọi là bát, còn các bác miền Nam thì chúng ta gọi là chén ăn cơm. Đấy, chén ăn cơm này. Đấy, hàng thì rất là đẹp. Nói chung là em cũng có một số mẫu mã nữa. Thế nhưng mà em đầu tiên là em giới thiệu cho các bác một mẫu này đã. Đấy, sau này thì em sẽ giới thiệu các mẫu khác luôn. Đấy, sau này em sẽ giới thiệu các mẫu mã sau nhé. Mẫu này rất là ok các bác. Một bộ này thì bên nhà em là có 6 món. Thực ra là nó cũng có vài cái đôi đũa ở đây. Vài đôi đũa ở đây nhưng mà đôi đũa này nó là thuộc dòng đũa cũng ok thôi. Đũa tre, đũa gỗ. Đấy. Nó cũng rất là đẹp. Đấy. Nó rất là đẹp. Đũa tre này các bác nhìn đầu mặt tre này. Đấy. Rất là đẹp luôn nhé. Cần một bộ của nó. Đấy, nó gồm có 6 cái bát. Hàng trắng mút như trắng như ngọc trinh luôn. Đấy. Một cái bộ bát như này thì bên em Dân đang bán với cái giá đó là 180.000 đồng nhé. 180.000 đồng một cái, một bộ này, một bộ 6 món. 180k một bộ bát. Đấy. Một bộ bát này, 180.000 đồng một bộ. Đấy. Và các bác mua 2 bộ thì bên em sẽ miễn phí ship nhé. Mua 2 bộ thì bên em sẽ miễn phí ship cho các bác. Đấy. Sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu với các bác đó là một số những cái mẫu bộ chày cối này. Đấy, bộ chày cối. Con này thì các bác có thể giã cua, giã ruốc, giã những cái đấy mà chúng ta cũng không sợ bị văng. Đấy, các bác có thể để vào đây. Đấy, và chúng ta giã. Đấy, rất là tiện lợi này. Con này thì chất liệu của nó bằng inox 304, rất là dày dặn này. Hàng rất là đẹp. Chất liệu inox 304, hàng này hàng của thương hiệu Huiling của Đức. Đấy, hàng này thương hiệu của Huiling của Đức nhé. Có nắp đậy các thứ đàng hoàng này. Đấy, có nắp đậy các thứ đàng hoàng. Đấy, để các bác giã cua, giã canh các thứ này. Ở đây rất là tiện lợi này. Một cái mẫu cối, chày cối này. Một cái mẫu chày cối. Đấy, bên em Dân đang bán với mức giá đó là 300k. 300k một bộ này. 300k một bộ này nhé. 300k một bộ chày cối này. Ừ. Bên dưới cái đáy này thì nó có một cái lớp lớp lót này để chúng ta chống trơn trượt. Đấy, các bác chống trơn trượt. Con này thì giã cua các thứ rất là tiện lợi.
con này thì nó có một cái chày của nó đây. Cái chày của nó thì dài 15 cm. Cái chày của nó thì dài 15 cm. Đấy. Và cái cối của nó đây. Cái cối của nó thì nó là phủ bì. Diện tích bên ngoài của nó là 12,5. Đấy, bên trong của nó thì là 10,5. Đấy, kết cấu thì rất là dày dặn, rất là chắc tay. Cầm thì rất là chắc tay, rất là nặng tay các bác nhé. Đấy, rất là chắc tay, rất là nặng tay luôn cho chúng ta luôn. Giã cua, giã ruốc, giã cá hay là các thứ thì rất là tiện. 300k một mẫu chày cối đấy. Sản phẩm tiếp theo thì bên em dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu bộ xay tiêu này. Đấy, các bác xay tiêu này. Các bác cho tiêu vào đây nhé. Các bác cho tiêu vào đây này. Đấy, rồi chúng ta sẽ xoay. Rồi chúng ta sẽ xoay này. Đấy, các bác cứ xoay cái này này. Đây, em mở ra cho. Đấy, các bác cứ xoay này thì lúc hạt tiêu nó xuống, nó lăn vào đây và nó xuống nó sẽ nát tiêu ra. Em thì chưa chuẩn bị tiêu để có thể giới thiệu kỹ cho các bác được. Đấy. Nhưng mà nó cũng rất là tiện lợi. Đây, các bác chỉ cầm này. Các bác xoay. Đấy. Cái này thì chất liệu của nó bên dưới bằng thủy tinh, bên trên của nó là bằng inox 304. Đấy. Hàng đẹp luôn. Con này cũng là bằng chất liệu inox. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Germany của Đức. Đấy. Con này thì bên em dân đang bán với giá là 100k. 100k một cái cối xay tiêu này. 100k một cái cối xay tiêu này có nhé. Hàng này bên em mới về. Thực ra là bên em cũng có bán từ lâu rồi. Đấy, nhưng mà cái này hàng này thì ít. Đấy, đợt này thì lại có nhiều bác hỏi. Thế là em quyết định là cho giới thiệu lên video. Đấy, còn mọi khi thì các bác nào hỏi thì em mới ấy thôi. Bác nào có hỏi thì em mới bán. Còn đợt này thì đấy, thì cho lên video luôn để các bác biết luôn. Đấy, em hàng này thì em rất là sẵn luôn. Đấy, chứ không phải là không có. Đấy. Một cái sản phẩm tiếp theo nữa bên em dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng thớt nhựa. Một cái dòng thớt nhựa này. Con thớt nhựa này thì nó có kích thước của nó này. Là 35 cm này. Đấy, con này thì các bác phù hợp cho các bác thái. Đấy, chặt cũng vẫn thoải mái. Thái chặt. Đấy, thuộc dòng các bác thái chặt thoải mái luôn. Đấy, một cái mẫu sản phẩm này thì bên em dân đang bán với giá là 80k. 80k. 80k một cái. 80k trên một cái. 80.000 đồng. Thớt. Sản phẩm thớt. Đấy. À, con này thì các bác thái thịt các thứ thì cũng rất là tiện lợi nhé. Đấy. Thái thịt các thứ rất là tiện lợi này. 35. Đấy, bán kính của nó là 35. Đây, con này thì các bác có thể đây. Bóc ra để giới thiệu cho các bác luôn. Các bác có thể xoay ra để các bác đặt đứng cái thớt lên. Đấy, xoay các kiểu luôn. Cái này cái tay cầm này. Đấy, các bác có thể xoay theo hoặc các bác để đây để các bác xách. Xách theo. Đấy. Đẹp luôn. Đẹp mỹ mãn luôn. Đồ dùng nhà bếp thì em dân rất là sẵn luôn. Đấy, hàng nhà bếp Nhật thì bên em dân rất là sẵn. 80.000 đồng. Đấy. Một cái sản phẩm tiếp theo nữa đây thì có một cái hộp đựng dao. Một cái hộp đựng dao của thương hiệu Osuka. Osuka. Con này thì nó có chiều cao của nó. Chiều cao, tổng chiều cao của nó là 22 cm. 22 cm các bác nhé. Con này thì bên em dân đang bán với mức giá là giá cũ của nó là 300.000 đồng. 300k. Video ngày hôm nay thì bên em sale giảm giá rất là nhiều sản phẩm nhé. Ở đằng sau video của em cũng có nhiều sản phẩm giảm giá. Cho các bác xuống còn 270k. 270.000 đồng. Đấy, giảm giá cho các bác xuống còn 270.000 đồng. Mẫu này là mẫu hộp đựng dao inox. Đấy, hộp đựng dao inox này. Nó có những cái khay đựng dao này các bác này. Nó có những khay đựng dao, khay đựng các thứ này. Đấy, dao thái, dao gọt, dao chặt các thứ chúng ta có thể đựng vào đây. Đấy. Con này thì một khay dao của nó này. Khay dao này của nó là nó 9 cm. Đấy. Nói chung là nó phù hợp với tất cả những rất là nhiều cái dòng dao chặt của chúng ta. Đấy, nên là các bác yên tâm. Đấy, con này đế bằng inox. Chất liệu bằng inox nên là các bác dùng các bác cũng không sợ bị hoen gì nhé. Đấy, các bác dùng các bác cũng không sợ bị hoen gì đâu. Đấy, mà nó cũng rất là chắc chắn, mà thiết kế của nó cũng rất là đẹp. Đây các bác, em chỉ ví dụ thôi nhé. Em chỉ ví dụ các bác để con dao thái này vào này. Đấy. Nó rất là tiện này. Nó rất là tiện và nó sạch sẽ này.
hay là các bác để một con dao gọt hoa quả đi chẳng hạn thế, các bác để một con dao gọt hoa quả đi. Đấy, thì nó cũng rất là tiện, nó cũng rất là tiện lợi này. Đấy, một cái bộ hộp đựng dao, một cái khay đựng dao. Đấy, thì nó rất là tiện lợi và nó mang đến cái độ sang trọng cho cái phòng bếp nhà chúng ta nhé, mang đến cái sự trang trọng cho cái phòng bếp của chúng ta. Đấy, 270.000 đồng một cái hộp đựng dao này, 270k. Một cái sản phẩm kế tiếp bên em dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái nồi lẩu Osaka. Nồi lẩu Osaka. Đấy, nồi lẩu Osaka này. Nồi này thì các bác có thể ăn lẩu, đấy, xào nấu rán. Đấy, trên một con bếp này thì chúng ta đều có thể sử dụng được. Đấy, các bác nhìn thấy này. Đấy, các bác có thể ăn lẩu này, rán này, chiên này, nấu này. Đấy, chúng ta đều có thể sử dụng được trên một con bếp Osaka này. Đấy, còn nó có cả tặng thêm cho các bác, đó là một cái miếng inox để các bác có thể hấp tôm này. Đấy, hấp tôm, hấp cua, hấp cá, hấp bánh bao. Đấy, hấp xá xíu, hấp, nói chung là rất là nhiều cái thực phẩm chúng ta cần đến hấp, hoặc là chúng ta luộc cách thủy thì đều có thể sử dụng được. Đấy, rất là tiện lợi. Và các bác xào nấu này, con này là chảo như một cái chảo chống dính luôn. Chảo, các bác làm chảo thì nó là chảo chống dính. Còn các bác làm xong nồi nấu thì nó cũng rất là to và tiện lợi. Đấy, con này thì nồi của Osaka. Nó còn tiện hơn một cái nữa, đó là nó đã chuyển đổi sang điện 100, điện 220 để cho các bác sử dụng thoải mái. Đấy, nó đã chuyển đổi sử dụng điện 220. Đấy, và các bác có thể sử dụng điện 220V và điện 110 đều được. Đấy, con này thì Osaka Made in Japan. Bên trong thân của cái chảo này nó cũng in nổi lên luôn này. In nổi lên luôn nhé các bác nhé. In. Đấy, rất là xịn xò luôn. Đấy, các bác dán miếng miếng đậu hay miếng trứng vào đây nó sẽ hiện thị cái thương hiệu Osaka luôn, một cái dòng chảo này. Đấy, các bác có thể ăn, nếu mà các bác ăn lẩu các bác có thể điều chỉnh nhiệt độ nhé. Các bác có thể điều chỉnh nhiệt độ ở đây để chúng ta có thể điều chỉnh nhiệt độ cho nó tiện lợi. Đấy, một cái mẫu rất là tiện lợi này. Con này thì nó là một hộp mới luôn nhé. Khi các bác nhận hàng nó là một hộp mới luôn. Đường kính của con này là nó rơi vào cửa lọt lòng nó là 30 cm. Chiều sâu của nó là gần 8 cm. Gần 8 cm nhé. Đấy, một cái mẫu chảo của Osaka. Rất là tiện lợi cho các bác luôn. Cắm điện thì sử dụng dòng điện 220V. Con này thì bên em dân đang bán với mức giá đó là 430.000 đồng. Nó có một cái nắp bằng kính trắng này. Đấy, bằng kính trắng chịu lực nên là chịu nhiệt, nên là các bác dùng cũng không sợ nhé. Các bác dùng lâu ngày cũng không sợ sệt gì cả. Con này thì khi bác nhận hàng, hộp của nó đây, hộp của nó là hộp mới đấy, Osaka. Đấy, hàng đẹp luôn, hàng đẹp mà xịn xò. Dùng con này thì các bác không phải nghĩ ngợi gì cả. Đấy, một công rất là nhiều việc luôn, mà kể cả ví dụ các bác có ăn lẩu hay khách cưa đến thì nó rất là tiện. Nó không như không lách cách như là một cái số những cái mẫu xong kia, nó không lách cách như mà một cái mẫu, một số những cái mẫu xong của cũ của chúng ta. Đấy, hoặc là những cái xong xong khác rất là tiện lợi, quay các thứ rất là sang trọng mà nhìn rất là đẹp luôn nhé. Đấy, sản phẩm này bên em dân đang bán với mức giá đó là 430.000 đồng các bác nhé. 430.000 đồng một cái nồi lẩu Osaka này. Đấy, 430.000 đồng một cái nồi lẩu Osaka này. Sản phẩm tiếp theo bên em dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu bếp nướng này. Một cái mẫu bếp nướng này. Bếp nướng này là bếp nướng của Thái các bác nhé. Cái dòng bếp nướng này là bếp nướng của Thái này. Khi bác nhận hàng thì hàng nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp này cho chúng ta này. Một cô em rất là xinh tươi này, của người Thái này. Đấy, con này thì các bác có thể nướng các thứ trên này. Đấy, chúng ta có tặng kèm theo đó là một cái bát inox này, để chúng ta lót vào chỗ này, để chúng ta đựng những cái bơ hay là ấy các thứ nó mỡ của thực phẩm chúng ta ăn nó chảy xuống đây. Đấy, một cái con này thì nó là nguồn gốc của nó từ Thái, lẩu Thái không khói. Rất là tiện lợi cho chúng ta nhé. Rất là tiện lợi. Khi các bác nhận hàng này thì hộp hàng này là hàng mới luôn nhé. Đấy, và cái sản phẩm này thì bên em dân đang bán với giá là 400.000 đồng. Và đã bao ship cho các bác. Đấy, 400k. Bao ship. Bao ship. Đấy, bao ship nên là các bác yên tâm. Các bác cứ lên đơn là em sẽ gửi đến nhà. Các bác chỉ việc thanh toán là 400.000 đồng. Đấy, còn là mọi chi phí khác thì các bác không phải thanh toán. Trừ khi các bác ví dụ là lấy thêm sản phẩm khác thì là các bác thanh toán thêm những cái chi phí của sản phẩm khác. Còn nếu mà các bác lấy nguyên một cái bếp
nướng hoặc là một cái nồi lẩu Osaka. Đấy thì bên em đã báo ví dụ là giá tiền là 430.000 đồng một cái Osaka này, là các bác chỉ việc thanh toán 430.000 đồng. Đấy cái bếp nướng này là trả chỉ cần trả 400.000 đồng là chỉ có 400.000 đồng thôi. Đấy là những cái món sản phẩm nào mà em báo là bao ship là chỉ bao ship luôn. Đấy và cái nồi lẩu Osaka em cũng bao ship nhé. Đây, cái nồi lẩu Osaka này các bác này, em cũng bao ship. Bao ship cho các bác. Nên là các bác yên tâm, cứ lên đơn là bên em bao ship, những cái sản phẩm bao ship là em sẽ bao ship. Đấy. Đấy, cái nồi nướng này thì rất là tiện, ví dụ là nhà chúng ta có khách khứa các thứ mà chúng ta muốn ăn đồ nướng, đấy, cũng không phải đi ra quán. Thực sự ra quán bây giờ thứ nhất là những cái sản phẩm thực phẩm của người ta, đấy, thứ hai là bây giờ thì tình hình nó thật sự ra là dịch bệnh nó cũng phức tạp, đấy, mặc dù là nó cũng được khống chế rồi đấy, nhưng mà chúng ta cũng cẩn thận còn hơn. Đấy, một gia đình ngồi khoảng 8 người ngồi quanh cái bếp này ăn thoải mái luôn, đấy, thoải mái dư sức luôn nhé. Nó làm nhiệt các bác, ví dụ cần nhanh thì các bác chỉnh nhiệt độ cao lên là ok. Đấy, bếp nướng 400.000 đồng. Một cái sản phẩm tiếp theo bên em dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu ấm nước siêu tốc của thương hiệu Hikari. Ấm nước siêu tốc của thương hiệu Hikari. Đấy, con này thì có công suất của nó là 1.500W. Công suất của nó, dung tích của nó là 2.3 lít. Đấy, hàng này thì thương hiệu của Hikari Smart.jp 400k. Con này thì ấm nước của nó đây. Và nó có cái đế đây, đế thì hôm qua quên giới thiệu cho các bác xong lại quên không bỏ vào trong. Đấy, nó một bộ của nó là nó gồm có một đế và một một ấm và một đế như này. Đấy, bên trong hộp của nó này. Bên trong hộp nó có sách hướng dẫn sử dụng và một cái tờ phiếu bảo hành cho chúng ta. Các bác có thể check mã QR. Đấy, phiếu bảo hành của nó đây. Hỏng hóc hay là cháy, đấy, cháy các thứ bên em bảo hành cho các bác đổi mới luôn. Đổi mới luôn. Đấy. Các bác lưu ý nhé, nếu mà ví dụ các bác mua hàng bên em có hóa đơn bên trong thì các bác giữ lại cái hóa đơn cho em để sau này ví dụ là đối chiếu để đổi mới nó dễ. Đấy, đối chiếu để đổi mới cho nó dễ này. Đấy. Và các bác mua một con ấm Hikari này thì có dung tích 2.3 bên trong của nó đây nhé. Em xin quay cho các bác là bên trong của nó này. Đấy, bằng inox 304 này. Đấy. Các bác đun thì không nên để quá cái vạch mắc và cũng không ở dưới này này. Các bác có thể nhìn thấy này, có chữ min này. Đấy, thì chúng ta cũng không nên đun cố đun thấp hơn cái vạch min đấy. Đấy thì nó rất là tiện lợi. Đấy, công tắc bật tắt của nó ở đây. Ấm nước siêu tốc dung tích 2.3 của Hikari bên em dân đang bán với mức giá đó là 400.000 đồng một bộ một cái. Một sản phẩm. 400k một sản phẩm. Đấy, 400k một sản phẩm ấm nước siêu tốc của Hikari này. Đấy. Một sản phẩm kế tiếp. Đấy, các bác có thể nhìn thấy là em cái Hàn Quốc đang cái thương hiệu của nó. Đấy, thương hiệu của Hàn Quốc này. Một cái mẫu này là mẫu sản phẩm đó là một cái mẫu chảo. Chảo Hàn Quốc. Đấy, chảo Hàn Quốc một hộp mới của nó đấy. Đấy, còn đây là một cái sản phẩm của nó này. Một cái mẫu sản phẩm chảo này. Đấy, con chảo này thì bên shop em đang bán với giá là 250.000 đồng một cái. Đấy, tay cầm của nó rất là Hàn Quốc này. Đấy, cái nắp vung của nó này. Con chảo này thì có kích thước của nó là 32 cm. Đấy, có thể đun ở trong bếp từ. Có thể đun ở bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp ga, các thứ thoải mái cho chúng ta luôn này. Đấy, con này có thể bắt được bếp từ này. Đấy, và con này thì chảo này là chảo lòng võng lòng sâu này, 32 cm. Con này thì bên em dân đang bán với giá là 250.000 đồng. 250.000 đồng một cái sản phẩm chảo này. Chảo trần này là thuộc dòng chảo chống dính. Đấy, con này là chảo nấu để chúng ta có thể nấu thoải mái, nấu nướng. Đấy, rất là đẹp và tinh tế luôn. Mẫu chảo này, đây em xin đo kích thước cho các bác này. Đấy, tổng chiều dài của nó đến cán của nó là 53 cm. Đấy, và lọt lòng của nó đây là 22. Chiều lọt lòng của nó là 22 này. À 32 chứ em xin lỗi, 32 cm. Con này thì các bác xào nấu cứ thoải mái, lòng của nó cũng rất là sâu. Đây em xin phép là đo đây, từ cái này lên này. Đấy, đến hơn 9 cm. Hơn 9 cm này. Đấy, để chúng ta có thể xào nấu các thứ thoải mái luôn nhé. Đấy, xào nấu thoải mái luôn. Hơn 9 cm. Đấy, 250k. 250.000 đồng một cái mẫu chảo Hàn Quốc.
Các bác lên cho em cái mã này là mã chảo Hàn Quốc nhé. Lên cho em mã này mã chảo Hàn Quốc 250.000 đồng. Tiếp theo chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu máy xay Osaka. Máy xay Osaka da vang. Đấy, đây là bên ngoài hộp của nó này. Một góc này, mã QR này. Đấy. Hàng đẹp luôn này, máy xay của Osaka này. Con này thì nó sử dụng một cái dòng điện cho chúng ta rất là phù hợp cho Việt Nam chúng ta, đó là nó đã chỉnh dòng để chúng ta sử dụng cái dòng điện 220V. Đấy. Con này thì rất là riêng biệt luôn này, các bác có thể tách rời ra. Đấy, thân máy ra và chỗ khay để chúng ta đựng. Đấy. Con này thì có dung tích của chúng ta là 700ml và rất là dễ sử dụng. Và rất là dễ sử dụng này. Hàng này hàng đẹp luôn. Máy xay Osaka da vang. Con này thì bên em Dân đang bán với mức giá đó là 220.000 đồng và bao ship cho các bác luôn. Và bao ship cho các bác luôn. 220k bao ship. Các bác ấn xuống này. Hàng đẹp luôn. Máy xay nhé. Máy xay Osaka. Đấy, quên mất hứa với các bác là sẽ xay rau củ quả cho các bác xem mà lại cứ quên. Đấy, chưa chuẩn bị, thực ra cũng chưa chuẩn bị hết được. Đấy. Hàng này thì dùng đảm bảo cho chúng ta luôn. Nguồn điện của nó thì chúng ta sử dụng cái nguồn điện 220V thoải mái nhé. Đấy, chúng ta có thể sử dụng nguồn điện 110 và điện 220V thoải mái. Nên là các bác yên tâm, cứ yên tâm sử dụng thôi. Đấy, cứ yên tâm sử dụng thôi. Đấy, nồi cái máy xay Osaka này. Một cái sản phẩm kế tiếp bên em Dân xin giới thiệu các bác đó là một cái bộ nồi Đức này. Nồi Đức. Nồi Đức nhà bên em thì gồm có 6 chi tiết, 6 món. 6 món 12 chi tiết, đó là gồm có là xoong to, đấy, chảo chống dính, đấy, các loại xoong, các kích cỡ xoong. Đấy, em xin giới thiệu các bác là một cái ấy này thôi này. Thương hiệu của nó này, Erlenmeyer. Đấy, có thể đun được bếp ga, ga này, bếp từ, bếp hồng ngoại. Nói chung là rất là nhiều loại bếp này. Và cái mẫu chảo này thì là chảo inox, xoong inox, mẫu nồi Đức inox 5 lớp. Rất là dày dặn. Mẫu nồi inox 5 lớp rất là dày dặn các bác. Đấy, các bác có thể cầm và cảm nhận, sờ và cảm nhận khi bác nhận hàng bóc ra. Sờ và cảm nhận luôn. Hàng này thì đảm bảo cho các bác là hàng chất lượng 100% luôn các bác nhé. Đấy. Thương hiệu của Erlenmeyer. Đấy, nói chung là chất lượng của nó từ cái cán này, các thứ này. Hàng rất là đẹp luôn này. Đấy, đến cái tay cầm của nó này. Đến tay cầm của nó này cũng rất là đẹp. Đấy. À, một cái bộ xoong nồi như này thì bên em Dân đang bán với mức giá đó là 880.000 đồng một bộ. 880.000 đồng một bộ 6 món. Đấy. Và sản phẩm này thì bên em đã được bao ship nhé. 880.000 đồng 6 món và đã được bao ship đây. Khi các bác nhận hàng này. Hộp của nó này. Hộp mới này. Đây, con này thì thương hiệu của nó là Germany này. Để em zoom lên cho các bác một tí này, các bác nhìn rõ này. Đấy, thương hiệu của nó là thương hiệu của Germany nhé. Hàng của Đức. Khi các bác nhận hàng thì hộp mới nguyên đai nguyên kiện luôn. Nên là các bác cứ yên tâm. Đấy, con này thì có các kích thước của nó này. 2L1 này, 2L9 này, 3L9 này, 6L6, 2L1 và 3L4. Đấy, các loại xoong chảo nồi. Đấy, đây là cái nồi này là khối khuấy bột này. 2L1 và chảo của nó là 3L4. Còn cái xoong to nhất của nó là 6L6. Đấy, một bộ của nó là gồm có 6 món, đun chảo 5 lớp, đun được cả bếp từ. Mà nói chung đã bơm đun được bếp từ thì chúng ta có thể đun được tất cả các loại bếp các bác nhé. Nó đã đun được bếp từ thì các bác có thể đun được tất cả các loại bếp nên là các bác yên tâm. Hàng này thì bên em đảm bảo cho các bác luôn là cái chất lượng của nó. Đấy, đảm bảo cho các bác luôn về cái chất lượng của nó nhé. Đấy, không thể không phải chê nữa. Đấy, không phải ấy đâu. Thực sự ra là hàng này rất là đẹp luôn rồi. Rất là đẹp mà chất lượng của nó rất là tuyệt vời các bác nhé. Đấy. Thì quý các bác anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân Trịnh xin một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em Dân Trịnh xin luôn một nút đăng ký kênh với các bác nhé. Đấy, đây là một cái bộ nồi Đức bên em, hàng đẹp. Đấy, chuẩn chỉ luôn cho các bác luôn. Một cái sản phẩm tiếp theo bên em Dân xin giới thiệu với các bác này. Đấy, đó là một cái mẫu bếp từ của Panasonic. Bếp từ của Panasonic này. Đấy, con bếp từ của Panasonic này thì nó là hộp mới này. Khi các bác nhận hàng nó là hộp mới luôn này. Nguyên đai nguyên kiện cho chúng ta luôn. Một cái dòng bếp của Panasonic.
con bếp từ này thì đây chúng ta của nó đây, mặt của nó là mặt chán gương nên là các bác có văng nước ra đây cũng không việc gì nhé, rất dễ làng rau chùi. Và con này có một cái đặc điểm rất hay, đó là khi mà không có bếp bên trên thì nó sẽ không chạy, khi có không có bếp bên trên thì nó sẽ không chạy đấy, và nó sẽ không sử dụng được đấy. Các bác phải đặt nồi lên thì bắt đầu nó lại chạy bình thường. Và đây là nút nguồn này, đây là cái nút điều chỉnh tốc chế độ này. Đấy, các chế độ của nó này, súp này đấy, các chế độ ăn lẩu ăn lủng các thứ này đấy, hoặc là các cái chế độ cộng trừ này, tăng giảm nhiệt độ. Và đây là time này là hẹn giờ đấy, và cái này là cảnh báo cho chúng ta luôn. Một cái mẫu bếp từ của Panasonic này thì bên em đang bán với giá là 700.000 đồng. Ngoài ra khi các bác mua bếp từ bên em thì sẽ được tặng kèm theo đó là một cái nồi, một cái nồi ăn lẩu, để chúng ta tặng cái nồi ăn lẩu. Và cái sản phẩm này thì bên em đang bán với giá là 700.000 và bao ship cho các bác, bao ship cho các bác luôn đấy. Sản phẩm này bao ship cho các bác luôn nên là các bác cứ yên tâm. Hàng này thì hàng mới luôn, hàng mới luôn cho các bác luôn, nguyên đai nguyên kiện luôn đấy. Từ bộ chip, bộ vi xử lý của nó rất là linh hoạt và hiệu quả đấy. Hàng này thì các bác ăn lẩu, xào nấu, rán nấu các thứ lên trên rất là ok đấy. Nó cũng không phải là dòng thuộc dòng là cứ cái nồi nào này, cái nồi nào phù hợp để đun cho bếp từ được thì nó đun cho bếp từ được. Thực ra là cái xoong gang hay là những cái dòng xoong mà nó kém, thực ra là nó kém đấy, chất lượng nó kém thì nó sẽ không đun được. Tại vì làm sao, nó không đảm bảo cho cái thiết bị của nó. Tại vì nó là một thiết bị thông minh đấy, nó có thể đun được hầu như tất cả các loại bếp, nhưng mà mở ngoặc như ví dụ những cái bếp, những cái xoong mà nó kém chất lượng thì nó sẽ không đun được đấy. Chúng ta mua những cái xoong mà ví dụ như là xoong nó quá mỏng đấy, ví dụ là nó dễ bị thủng hay là nó dễ bị làm sao đó thì nó sẽ không đun được trên cái bếp từ này đấy. Nhưng mà con bếp từ này thì nó cũng có thể đun được rất là nhiều loại bếp đi. Các bác biết là những cái xoong inox đấy, inox như này nó còn đun được thì các bác cứ yên tâm là rất là nhiều loại xoong nhé đấy. Một cái sản phẩm tiếp theo bên em dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu nồi chiên không dầu đấy, thương hiệu của nó là thương hiệu Gamel Electrolux đấy. Con này thì là Gamel này là công nghệ Nhật sản xuất đấy, tất cả là hàng Nhật đấy, sản xuất Nhật đấy, thương hiệu Gamel. Con này có dung tích của nó là 7 lít đấy. Còn đây em sẽ giới thiệu cho bác về chi tiết. Con này thì nó có hai cái núm này để chúng ta vặn điều chỉnh này. Thì cái núm bên trên thì chúng ta điều chỉnh nhiệt độ đấy, điều chỉnh nhiệt độ các bác có thể điều chỉnh nhiệt độ làm sao cho nó phù hợp đấy. Và cái thứ hai là chúng ta điều chỉnh thời gian đấy, thì các bác vặn bao nhiêu thời gian thì nó sẽ xong, nó sẽ tự tắt. Còn đây là khay đựng của nó. Còn đây là một cái khay đựng của nó này. Đấy, các bác cho làm gà, vệ sinh gà sạch sẽ ở tầm ướp. Đấy, xong là chúng ta đặt vào trong này. Đấy, và nó sẽ là chiên không dầu, nó sẽ nướng cho chúng ta luôn ở dưới đằng sau này. Đây trong này nó có một cái quạt và một cái làm nhiệt. Đấy, cho chúng ta để chúng ta có thể nấu. Con này thì các bác biết là nó rang lạc được thì các bác biết là tất cả mọi cái đều chúng ta đều đun được. Và đằng sau của nó này nó có một cái lỗ thoát khí đấy, để nó giảm nhiệt độ bên trong đấy, để nó làm mới nhiệt độ bên trong để nó có thể làm dễ dàng chín thực phẩm của chúng ta hơn. Thì cái này thì các bác để cách ra tường cho em khoảng 10 cm đấy, để càng xa tường càng tốt cho em nhé, tại vì để cho nó còn giảm nhiệt độ đi, nó còn bớt cái nhiệt độ đi nhé. Đấy, đây là một cái mẫu nồi chiên không dầu bên em dân đang bán với mức giá, đó là nồi chiên không dầu này bên em dân đang bán với giá là 700.000 đồng. Một cái mẫu này bên em dân đang bán với giá là 700k nhé. Đấy, 700k và đã bao ship cho các bác rồi. 700k. Đây. 700k này. Bao ship. 700k bao ship. Đấy, 700k một cái nồi bao ship này. Hàng đẹp luôn. Một cái sản phẩm kế tiếp nữa bên em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu máy vắt cam. Máy vắt cam này. Con này thì hàng của Đức. Thương hiệu của nó đây. Đấy, thương hiệu Lang Beng này. Đấy, con này thì nó là Le Ben Lang. Đấy, con này thì đây. Đấy, thương hiệu của nó là thương hiệu Germany. Đấy, Lang Beng. Đấy, sử dụng dòng điện là 200 đến 240 V. Đấy, hàng này thì nhà máy của nó đặt tại Trung Quốc nhé. Đấy, các bác cứ hâm lấy ví dụ như kiểu là công ty Samsung của Hàn Quốc đặt tại Việt Nam. Đấy, và mẫu sản phẩm này thì bên em dân đang bán với mức giá là 330k. Và bao ship cho các bác. Bao ship.
bao ship cho các bác luôn. Đấy, 330k bao ship. Đây là một cái mẫu máy vắt cam. Đấy, máy vắt cam sử dụng điện dòng điện 220V nhé. Đấy, sử dụng dòng điện 220V nên là các bác yên tâm. Đấy. Hôm nay thì em Dân xin giới thiệu các bác là giảm hôm nay, riêng ngày hôm nay. Đấy, đó là ngày mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng. Đấy, bên em đang chia, có chương trình tri ân khách hàng. Đấy. Ôi em xin lỗi. Ôi đá vào chân máy quay. Đấy. Tri ân khách hàng thì đang có chương trình giảm giá tri ân đến hết ngày mùng 5. Đến hết ngày mùng 5 tháng tháng này tháng 11. À tháng 10. Đến hết ngày mùng 5 tháng 10 bên em đang có chương trình tri ân giảm giá cho các bác luôn. Một cái bộ dao nhật này. Đấy, đến mùng 5 nhé, ngày mùng 5. Mùng 5 tháng 10. Tháng 10. Đấy, đến ngày mùng 5 tháng 10 nhé. Đấy, thì giảm giá cho các bác một bộ dao này xuống còn 1.150.000. Đấy, 1.150.000 giảm giá cho các bác xuống 5 ngày. Đấy, đầu tháng, tháng 10, chào đón tháng 10. Đấy, chào đón những cái sự kiện mới, những cái niềm vui mới. Đấy, giảm giá cho các bác xuống còn 1.150.000. Đấy, một bộ dao nhật. Đấy, và một bộ dao nhật thì gồm có những cái thứ gì? Thì đây, em Dân xin giới thiệu chi tiết cho các bác luôn. Đấy, một bộ dao nhật thì gồm có này, một cái kéo cắt thực phẩm. Một cái kéo cắt thực phẩm này. Một con dao thái bản lớn này. Một con dao thái thường này. Một con dao chặt này. Một con dao chặt này. Một con dao gọt hoa quả. Và một cái liếc mài dao. Đấy. Và một cái liếc mài dao. Đấy. Thì chương trình tri ân của em chỉ đến hết ngày mùng 5 tháng 10 nhé. Chỉ đến hết ngày mùng 5 tháng 10. Tức là nay là mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, 3 ngày. Tri ân 3 ngày cho các bác luôn. Giảm giá xuống còn 1.150.000 đồng. Đấy, một bộ dao của Nhật. Một bộ dao của Nhật. Hộp kỳ này khi các bác nhận hàng nhé. Khi các bác nhận hàng thì hộp dao của nó đây. Khi bác nhận hàng hộp dao của nó đây. Đấy, nguyên đai nguyên kiện luôn. Nguyên đai nguyên kiện luôn cho chúng ta nhé. Nên là các bác yên tâm. Hàng này thì dùng các bác dùng đại đẹp và đảm bảo cho các bác luôn. Đấy. Còn một cái bộ dao của Đức nhé. Cũng là chương trình tri ân luôn. Đấy. Một cái hộp dao của Đức này. Đây là một hộp đựng dao bằng inox này. Đấy. Con này thì giá cũ của bên em đang bán với giá là 1 triệu đồng. Đấy. Cũng đến ngày mùng 5. Giảm cho các bác xuống còn 950k. Đấy. Tri ân các bác giảm giá cho các bác xuống còn 950k. 3 ngày. 3 ngày. Đấy. Tri ân 3 ngày liên tục. Đấy. Đấy, em để cuối video này nhé. Tại vì nhiều khi nó là quà tặng nên là nó phải dành những sự bất ngờ và hấp dẫn. Thì đầu tiên của nó là như thường lệ là một cái liếc mài dao này. Đấy, xong đó là một cái kéo cắt thực phẩm này. Con này cắt được cả gà vịt nhé. Một cái mẫu dao gọt hoa quả này. Một con dao thái bản lớn này. Con dao chặt này. Một con dao chặt này. Và một con dao thái thường. Đấy. Một bộ như này thì bên em Dân đang bán với giá là 950.000 đồng nhé. Giảm giá cho các bác 3 ngày liên tục. Giảm giá cho các bác 3 ngày liên tục nhé. 950.000 đồng một bộ. Đấy. Giảm giá 3 ngày liên tục. 950.000 đồng một bộ. Hàng đẹp mỹ mãn luôn. Đấy. Khi các bác nhận hàng thì hộp của nó này. Hộp dao của Đức đây. Hộp này thì nó không có siêu như kiểu là hộp của Nhật. Đấy, hàng này nhưng mà hàng vẫn là đẹp nguyên bản luôn. Hàng đẹp luôn. Đấy. Thì vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu tới quý các bác anh chị một số những cái mẫu, những cái sản phẩm bên em đang có phân phối, một số những cái sản phẩm nhà bếp. Đấy, thực ra thì cũng chưa có thể giới thiệu hết cho các bác được tất cả những cái sản phẩm bên em. Nên là kính mong các bác thông cảm. Đấy, quý các bác anh chị đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với em Dân qua số hotline của bên em là 0982 834 004 hoặc 0915 402 977. Xin cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Xin cảm ơn các bác.